Chào tất cả mọi người. Hôm nay mình mời mọi người xem cảnh nông dân chuẩn bị làm đất để xả lúa một mùa vụ đầu năm nha mọi người. Đây là vụ đầu mùa mưa nên người ta chuẩn bị khâu làm đất kỹ lưỡng để mong có một mùa vụ thành công. Mời tất cả mọi người cùng xem. Ta sẽ đất cho đất nó mềm ra nha mọi người. Và cho nó nhừ ba cái gã cũ với cỏ dại rồi. Đất cho nó sạch sẽ để xả lúa cho nó đạt hiệu quả cao nha mọi người. Mọi người xem bên xới rồi đất nó sạch sẽ, nó tơi ra rồi. Nhìn thấy cũng đẹp quá. Nhận ba cái gã xuống không nhìn thấy luôn. Chim mẹ ăn bay đầy trời. Nó ăn chắc nó theo nó kiếm côn trùng nó ăn. Quá trời chim én rồi, chim én nó theo nó lượn. Rồi về lại làm cho kỹ nha. Máy này còn mới mạnh quá trời mọi người. Máy này chạy là thoải mái luôn. Nhìn thấy máy mạnh chạy đất thấy đẹp quá nè.
nó chạy quá giọt mọi người, chạy chừng 1-2 vòng nữa thì xong miếng dưới này rồi nha mọi người. Máy mạnh chạy nhanh. Nghe ông bà cha mẹ xưa kể lại, thời đầu mùa mưa này đó thì làm ruộng rồi đó cực khổ lắm, thời cày trâu rồi đó thì thức khuya dậy sớm, mỗi ngày cày được vài công đất cả mọi người. Còn bây giờ thì cơ giới chạy một chút xíu thì xong miếng 5-3 công rồi, một ngày cũng cày kiểu này cũng mấy chục công. Nông dân bây giờ cũng thoải mái, cũng khỏe hơn trước nhiều lắm rồi. Xuống cái góc này là cái chổng sâu rồi mấy người, nhìn thấy nó hơi lúng rồi đó, chạy nó bượm qua đó nha, cái mấy cái nó bượm nó hơi nặng qua nước, chỗ này nước hơi nhiều quá. Nó quằn dưới cái chổng lúng này coi đã luôn mọi người. Đã chưa, máy mạnh bường bước xanh luôn nha mọi người. Về vô cái gốc này làm kỹ, cái gốc này cái là chạy một lối lên nữa là xong rồi nha mọi người.
trồng trong một miếng đất cỡ 3 công. 3 công hơn 3 công gì tí xíu gì đó. Thì đảo mấy vòng là xong ngay nha mọi người.